Hôm nay chúng tớ sẽ làm món mì spaghetti. Bước 1, search Google và check công thức. Bước 2, chúng ta sẽ đi siêu thị và mua nguyên liệu. Sốt thường thôi, mình có thịt mắm 2 chai. Tớ phải đi ba siêu thị thì mới có thể mua được đủ nguyên liệu như thế này. Thực ra ở dưới hầm có tất cả mọi thứ nhưng mà mua ở trên này thì rất là tiện lợi. Ước gì có kiểu thịt viên thế mẹ ạ. Tớ đã làm xong rồi. Và nó cũng không khó lắm. Và bây giờ muốn ngon hơn thì chúng tớ sẽ cho bột phô mai vào. Chúc ngon mì ạ. Rất ngon. Bố có lúc còn chạy ở cơ quan cơ mà. Bố tranh thủ ở cơ quan lúc bố đi bộ ra ngoài đi học hành thì là bố đi bộ. Chà Mi ơi, ngon không con? Ngon lắm. Con cảm thấy như con đang ở nước Ý ấy. Wow.